Biết đây là cái gì không? Wow! Hôm nay anh em mình sẽ có một trò chơi. Ai? Ôi da, nhận ra mình chưa? Hôm nay anh em mình sẽ có một quả chôn hơi bị kinh điển luôn. Đấy, vướng ngay, vướng ngay. Hôm nay anh em mình sẽ... Mọi người biết đây là cái gì không? Đây là kẹo mắt người. Kẹo mắt người nhá. Kinh lắm. Mọi người đoán xem hôm nay mình sẽ chôn ai. Chính xác Mao đệ đệ. Bây giờ nhá, mình phải tiến vượng à, mình phải tiến vượng. Sẽ sang bên này. Đây, vượng. Sang bên này nhá. Răng một cái. Đây, đưa gợi cái này ra. Đấy. Hôm nay á, phải dọa cho thằng Mao đi đái ra quần luôn. Quả này nhá, quả này tự dưng nhá. Tí nữa nhá, mình sẽ treo hai bên này. Xong rồi mình gọi điện cho ma vệ xuống nhà mình. Xong rồi nhá, nó mà xuống đến cái chỗ này của mình á, húp một phát xong rồi mình sẽ ló đầu ra đoạn kia. Wow. Đấy, quả. Đấy, à, ok chưa? Ấy, mọi người biết là cách mình sẽ chôn Mao đệ chưa? À, tí nữa mình sẽ gọi nó lên đây nhá, à lên nhà mình. Xong rồi khi mà nó đi được nửa đường đến đây này, thì bước chân lên đây, đấy, nhảy vào trong, đấy. Ừ, tí nữa đấy, tí nữa ai nhảy luôn vào trong, đấy, đấy, sẽ thế này nhá, đi qua cái nhá, em phải để ý lúc nào đó, khi đến gần đến kia nhá, là nó sẽ không chú ý kia này, thả một phát vào đúng cổ nó ấy, đấy, thả phát vào đây, xong rồi nó sẽ nhìn vào cái mắt này nhá, xong bắt đầu nhìn vào đây, đấy, xong bắt đầu mình sẽ nhảy. À, phát từ kia ra. Ấy, từ chỗ gốc khuất này ra. Ủa, chắc cũng đái ra quần. Nhưng mà nó không thể ngờ được là đây là kẹo nha mọi người nhá. Mình sẽ thử một viên. Mình kẹo đấy. Đấy, nó là kẹo dẻo thôi. Đấy, cái hình thù ở ngoài thì nó kinh dị thế thôi, nhưng mà nó là kẹo. Đấy, kẹo dẻo có đường ở trong này, siro ngon phết. Thôi bây giờ bắt đầu gọi cho Mao đệ đã, gọi điện cho Mao đệ. Nhầm. Gọi ngồi nhầm xấu ấy. Nắng quá. Quả tài này. Alo, mày đang đâu ấy? Ấy, xuống nhà anh có cái này hay lắm. Tối lắm. Tối cứ đi xuống đây, có tôm hùm Alaska với cua hoàng đế đấy. Nó vừa hấp xong ăn không? Có.
Nếu mà thấy tối quá thì có thể ở nhà. Cắn câu rồi. Bọn tham ăn là chỉ có chết thôi. Con đường ngắn nhất dẫn đến gọi là con đường ngắn nhất dẫn đến gọi là sự ngu dốt, đó là con đường từ dạ dày đổ lên. Rồi mồm ấy. Được rồi. Đây. À. Vượng đấy nhá, thập thò đấy thôi nhá. Mình sẽ trốn ở đằng sau cái cột này. Nó đi đường khác mất rồi. Nó lại mò xuống nhà mình bằng đường khác. Tức là nhà mình còn đường này với đường kia nữa. Đường kia thì nó sáng hơn. Ở đằng kia nhiều nhà người ta mắc đèn đường nhiều hơn nên nó đi đằng đấy mất rồi. Thất bại kế hoạch A rồi. Giờ chuyển sang kế hoạch B. Bây giờ sẽ về nhà mình. À đúng rồi. Về nhà mình kiểu gì nó sẽ vào nhà xong rồi mình sẽ chôn nó ở đấy. Ngắt cầu dao. Ui. Ok đấy. Đi về đây để Vượng ơi. Đi. Này khôn chết rồi. Đâu? Đường dưới kia nó nhiều điện, đường nó sáng hơn. Đường đằng này nó tối. Rồi.
Thế nào ấy? Sao đấy? Mẹ ơi!
Lên gì có mà mày ở đây. Nhà tao làm gì có mà. Thấy tao chạy vô đâu rồi mà ma. Không ma đâu. Làm gì có ma. Ngoài này có cứt ma. Đâu rồi mà ma. Cái gì đấy? Là kẹo à? Xin cái nhé. Gái. Này đem kẹo đi. Này kẹo này mua đâu đấy? Kẹo này mua đâu đấy? Kẹo, kẹo. Kẹo mà. Đấy. Kẹo này ngon cực. Kẹo này ta ăn suốt. Kẹo kẹo mắt. Ăn không? Ăn miếng đấy. Không. Hả? Này mà đây này, mặt trắng tát. Trắng tát là cái lửa đây này. Có cái cứt mà. Có. Đâu đỏ mặt trắng tát luôn. Đâu đỏ? Đâu đây này. Mặt trắng tát. Ừ. Cậu ăn được ăn quang thế trên nhà. Ôi anh đi, em đi về. Đấy. Đưa em đi về. Về không sợ mà. Đưa em đi về. Đưa về á? À? Đi ăn quang đến á? Mày ăn. Đi. Thế nào ấy? Mà ở đây đây. Điên như làm gì có mà. Nhà tao lấy đâu ra má? Có. Không có. Có. Wow. Mọi người thấy quả ma của mình ác không? Vừa đưa nó về nhà rồi, không dám nói thật là mình chôn nó cả. Nó cứ bảo là mai mười thầy về trừ tà mới dám xuống đây. Chứ thật hơi quá tay một tí. Không ngờ là nó cũng sợ như thế. Nó vào xong xong ướt chăn không kéo thái cái quần trong này. Rồi sau nốt clip này thì mình không chôn nó cái kiểu này nữa. Chôn kiểu này kéo có khi ngất đấy. Rồi clip này mình xin phép kết thúc ở đây đây. Các bạn cứ bảo mình chôn máu rệ thì nên là hôm nay chôn hơi quá tay. Thôi lần sau chôn nhẹ nhẹ thôi. Lần sau thì có thể bắt gà qué của nó cũng được, chứ thằng này nó sợ nhất mà. Cứ bảo là đưa nó ra nghĩa địa xong bỏ đấy nữa thì chắc nó chết luôn ở đấy. Thôi clip này mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay thì để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh giúp mình cạnh nhá. Nếu có ý tưởng gì comment bên dưới mình thực hiện nhá. Chào tất cả mọi người nhá.